Ngày xưa, có một người đàn ông giàu có. Ông có ba người con gái. Hai người chị thì tham lam, tự cao, tự đại. Nhưng người em út thì có trái tim nhân hậu và tốt bụng. Một ngày kia, người cha nhận được tin những chiếc tàu của ông bị đắm vì cơn bão. Người cha bất hạnh mất tất cả mọi thứ, chỉ còn lại ngôi nhà nhỏ trong làng. Tất nhiên là hai người chị tham lam không hài lòng với hoàn cảnh này. Suốt cả ngày, họ chỉ làm mỗi một việc là ngồi càm ràm. Tất cả việc nhà đều đến tay cô em gái xinh đẹp. Một thời gian sau, người cha hay tin rằng mấy chiếc tàu lạc đã cập bến. Ngay lập tức, ông bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến cảng. Trước khi đi, ông hỏi ba chị em. Các con muốn ta mua gì cho các con nào? Quần áo, giày dép, vòng cổ và cả vòng đeo tay nữa. Còn con, người đẹp, con muốn ta mua gì nào? Con chỉ muốn một bông hồng thôi cha. Sau một hành trình dài, thì người cha cũng đến được bến cảng. Nhưng cả hàng hóa trên tàu lẫn tàu đều không còn dùng được nữa. Buồn bã và mệt mỏi, ông lên đường trở về nhà. Trời vừa sẩm tối thì ông vừa đến cánh rừng. Cánh rừng tối tăm, lạnh lẽo và tuyết rơi. Ông cưỡi ngựa đi lâu thật lâu dưới cơn mưa tuyết. Và cuối cùng, ông thấy một lâu đài còn sáng đèn. Ông bước vào và hy vọng sẽ có người giúp ông. Một tòa lâu đài kỳ lạ. Đèn ở khắp nơi. Trên bàn có đầy thức ăn và có lửa trong ống khói. Nhưng không thấy ai ở đây. Ông gọi xem có ai không, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Ông ăn thức ăn trên bàn và nằm xuống giường ngủ. Buổi sáng khi thức dậy, ông thấy bộ quần áo mới ngay cạnh giường. Ông bước xuống cầu thang. Một bữa ăn sáng thịnh soạn đã dọn sẵn cho ông trên bàn. Lâu đài này phải là của một bà tiên, nếu không bà ấy không thể giúp mình như thế này được. Ước gì mình có thể cảm ơn bà ấy. Khi ông rời khỏi tòa lâu đài, ông nhìn thấy vườn hoa hồng. Mình không thể đáp ứng được mong ước của hai chị lớn, nhưng ít nhất là mong ước của người đẹp thì có thể làm được, ông nghĩ bụng. Ngay vừa lúc ông hái hoa hồng, ông và mọi thứ xung quanh bị rung lắc bởi một tiếng gầm lớn. Một con quái vật trông như con sư tử xuất hiện từ phía mấy gốc cây. Người cha gần như ngất đi khi thấy con quái vật. Tôi đã cứu mạng ông, cho ông ăn uống, mang cho ông áo quần mới. Và bây giờ ông lại ăn cắp hoa hồng của tôi. Đây là cách ông cảm ơn tôi đấy à? Người đàn ông quỳ xuống và cầu xin. Ông nói rằng ông muốn hái một đóa hoa hồng cho con gái của ông. Những việc ông làm sẽ không thể không trừng phạt. Làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ tha cho ông với một điều kiện. Ông hãy nói với các con gái ông, nếu một trong ba cô gái đồng ý tới đây ở với tôi sẽ để ông sống. Người cha nhảy lên ngựa và buồn bã lên đường trở về nhà. Khi về đến nhà, hai cô chị tham lam nghe câu chuyện khủng khiếp của cha đã trải qua, nhưng đều không chấp nhận lời đề nghị của quái vật. Nhưng người đẹp không cư xử như hai người chị. Cha ơi, nếu như cha cho phép thì con sẽ đến chỗ của quái vật. Hai người chị liền chấp nhận lời đề nghị của người đẹp
vì họ cho rằng việc xảy ra là do lỗi của cô. Buồn bã và thất vọng, người cha dẫn người đẹp đến chỗ lâu đài. Khi họ vừa đến, mọi thứ lại xảy ra như trước. Thức ăn đã bày sẵn trên bàn và không có ai xung quanh. Ngay khi họ ngồi xuống và bắt đầu ăn, quái vật bước xuống. Người đẹp bắt đầu run rẩy và sợ hãi, bởi vì quái vật trông rất đáng sợ như cha cô đã kể. Quái vật nhẹ nhàng hỏi cô: Cô đã tự nguyện đến đây phải không? Phải. Vậy thì sáng mai cha cô sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa. Buổi sáng khi cô thức dậy, người đẹp biết rằng cha cô đã đi, và bữa ăn sáng thịnh soạn đã dọn sẵn cho cô ở trên bàn. Cô đi lang thang trong vườn một lúc và cảm thấy rất buồn khi cô trông thấy những đóa hồng. Sau đó cô đi vòng quanh lâu đài, một trong những cánh cửa có đầy hoa hồng. Cô lấy làm lạ. Cô mở cửa và nhìn vào bên trong. Căn phòng được trang hoàng giống như cô từng mong ước. Có rất nhiều sách, hoa và cả nhạc cụ. Cô nghĩ rằng người biết sửa soạn căn phòng như vậy thì cũng sẽ không làm hại bất cứ ai. Sau đó cô lấy một cuốn sách. Trên cuốn sách có khắc chữ vàng: Chào hoàng hậu của tôi, mong ước của cô chính là mệnh lệnh của tôi. Tôi ước là tôi có thể được trông thấy cha ngay bây giờ. Ngay khi người đẹp vừa nói xong, cha cô xuất hiện ở trước gương trong phòng. Người đẹp rất ngạc nhiên được trông thấy cha, nên cô vui vẻ trở lại. Vào đêm nọ, quái vật lại xuất hiện. Cô có thể để tôi trông chừng cô được không, người đẹp? Nơi này là của ông, sao ông lại hỏi tôi chứ? Không, bây giờ lâu đài này là của cô. Nếu cô muốn, tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Người đẹp rất ngạc nhiên với câu trả lời này. Có điều tôi muốn hỏi cô, cô có nghĩ tôi thật sự đáng sợ không? Lúc đầu cô không biết nên nói gì. Sau đó cô quay đầu sang nhìn quái vật và gật đầu đồng ý. À, vậy sau này cô có muốn kết hôn với tôi không? Lúc này người đẹp trả lời một cách khắc nghiệt: Không. Quái vật bỗng buồn bã và bỏ người đẹp lại một mình. Quái vật tới thăm người đẹp mỗi đêm, vào bữa ăn tối, và đối đãi cô rất tử tế. Ngày qua ngày, người đẹp cảm thấy quen dần với quái vật. Ước gì ông ta đừng trông đáng sợ như vậy. Vài tháng trôi qua, người đẹp không còn sợ quái vật nữa. Cô bắt đầu thích anh ta. Nhưng một ngày kia, cô nhìn qua chiếc gương thì thấy cha cô đang bị ốm. Cô chạy vội tới chỗ quái vật và xin anh cho cô về nhà, vì cô muốn chăm sóc người cha đang bị ốm. Tất nhiên là cô có thể đi, nhưng nếu mà cô không nhanh nhanh quay trở lại đây, chắc là tôi sẽ chết vì buồn mất. Tôi sẽ quay lại ngay tuần sau thôi, tôi hứa mà. Quái vật đưa cho người đẹp một chiếc nhẫn. Khi cô đặt chiếc nhẫn này lên bàn nhỏ cạnh giường và đi ngủ, thì cô sẽ thức dậy ở lâu đài. Buổi sáng hôm sau, cô thức dậy trên giường của cô trong nhà cha cô. Cô liền chạy đến với cha. Khi nhìn thấy cô thì cha cô rất vui, nên ông đã thấy khỏe hơn. Buổi chiều hôm đó, hai người chị của cô đã kết hôn cũng về thăm cha. Khi họ thấy người đẹp ở nhà, họ điên tiết lên vì ghen tị và giận dữ. Họ quyết định chơi xỏ cô. Hãy làm cho nó ở nhà thêm một tuần nữa đi, sau đó quái vật sẽ đến xé xác nó. Hai người chị đến bên người đẹp, khóc lóc và nói với cô rằng họ không muốn rời xa.
người đẹp hứa sẽ ở lại thêm một tuần nữa. Không lâu sau đó, người đẹp nhận ra là cô nhớ quái vật. Một ngày kia, cô nằm mơ thấy quái vật bất động trên sân ở khu vườn trong lâu đài. Cô tỉnh dậy, ướt đẫm cả mồ hôi. Sao mình lại có thể tàn nhẫn và ích kỷ như vậy chứ? Cô lập tức tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường cô. Và sáng hôm đó cô thức giấc trong lâu đài quái vật. Cô chờ quái vật suốt một ngày dài, nhưng quái vật không xuất hiện. Cô đợi giờ này qua giờ khác, nhưng quái vật vẫn không đến. Bỗng nhiên, cô chạy ra vườn. Quái vật nằm dài bất động trên sân, như cô đã thấy trong giấc mơ. Người đẹp đến bên cạnh và ôm quái vật. Tim quái vật vẫn còn đập. Anh hé mắt và nói thều thào. Tôi nghĩ là cô không quay lại nữa nên đã nhịn ăn và gần chết rồi. Nhưng tôi yêu anh và muốn kết hôn với anh mà. Ngay lúc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bỗng dưng lâu đài sáng bừng lên và đẹp hơn. Người đẹp sững sờ nhìn quanh và sau đó quay đầu lại chỗ quái vật. Nhưng con quái vật xấu xí đang nằm dài bây giờ biến thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Lúc thấy anh, người đẹp bắt đầu khóc. Anh là ai? Và quái vật đâu rồi? Hoàng tử đứng dậy và bắt đầu kể. Ta chính là quái vật đây. Có một bà phù thủy độc ác đã phù phép và biến ta thành quái vật xấu xí. Nếu em không nói rằng em muốn kết hôn với ta, thì ta sẽ sống như quái vật xấu xí mãi mãi. Khi nghe điều này, người đẹp cảm thấy hạnh phúc hơn. Với trái tim lương thiện, cô đã tìm thấy tình yêu đích thực. Người đẹp và hoàng tử kết hôn và sống với nhau hạnh phúc mãi về sau.